Được rồi, bố con tim mạch, tin tưởng phân công tôi nói một chút về cái cấp cứu ngoại khoa ở trong lồng ngực tim mạch. Thế thì nói cái gì thì rất nhiều cái chủ đề đưa ra thì rất là dày. Thế tôi tóm lược lại những vấn đề chính mà liên quan đến khối nội, những vấn đề không phải liên quan đến ngoại thì bớt đi. Những cái gì liên quan đến nội thì tôi sẽ nhấn mạnh hơn cho các em. Thì cái tên bài mà tôi ghi một cái tổng quan một số cấp cứu ngoại tim mạch. Vậy cái nội dung chính tôi muốn giới thiệu các em gồm có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là các cái vấn đề liên quan đến chấn thương tim. Đó. Chấn thương tim này thực ra là ngoài đời biết thương tim gặp rất nhiều, 90 lần là 90% là chấn thương tim, 10% là à xin lỗi 90% là vết thương tim mà có 10% là chấn thương tim thôi. Tuy nhiên cái vết thương tim ấy thì ít liên quan đến khối nội vì các anh thật đó là chẩn đoán được và xử lý ở bên ngoại. Nhưng các em hay gặp những vấn đề của chấn thương tim liên quan đến nội, thành ra tôi đưa cái chấn thương tim là chủ đề chính. Mà cái bit một bit chúng ta làm mới học thêm một chút về cái vết thương tim như anh chị đó. Cái vấn đề thứ hai tôi muốn nói với anh các chị là cái thiếu máu chi dưới. À, chi trên cũng chung ở đây thiếu máu chi dưới. Vì chúng ta đã có học rồi nhưng mà học mỗi thứ một tí, cấp học một tí, mãn học một tí. À, và nhiều khi cái phân độ chúng ta nó chưa được chính xác. Tôi muốn giới thiệu một cái góc nhìn dưới cái góc nhìn của bộ môn ngoại phân môn tim mạch về ký thiếu máu chi dưới để các bạn có một cái góc nhìn nó rõ ràng hơn. À, quan trọng đặc biệt có vấn đề liên quan rất nhiều các anh các chị mà liên quan đến mà khi chúng ta không biết thì sẽ để lại rất nhiều cái hậu quả cho người bệnh. Bây giờ cấp tính chúng ta giải quyết tốt rồi, mạn tính giải quyết tương đối tốt rồi, nhưng cái bán cấp của chúng ta vẫn mắc ở đấy, làm cho cái tỷ lệ cắt cụt chi thì vẫn còn khá cao ở người bệnh bị thiếu máu chi. Vấn đề thứ ba tôi muốn nói là các anh chị là cái vết thương mạch máu thì chúng ta đã gặp ở các cái đơn vị nó là cấp cứu nội ngoại khoa chung thôi, một vết thương mạch máu thì bên cạnh cái vết thương mạch máu chúng ta gặp do gì ạ? Do đâm chém nhau thì cái ngoại khoa rồi, chúng ta lại gặp các cái vết thương mạch máu do thể thuốc gây ra, vết thương mạch máu liên quan đến các cái nhiều vấn đề hàng ngày chúng tôi giới thiệu nó một chút, và chúng ta học một chút về cái chấn thương mạch máu thì hầu như là rất ít gặp ở trong môi trường nội khoa hay môi trường ngoại khoa, chúng ta sẽ học nhiều hơn. Vấn đề đầu tôi muốn nói là chấn thương tim, thì nó thấy rằng tỷ lệ vết thương tim gặp hơn nhiều nhưng chấn thương tim liên quan đến nội khoa. Chấn thương tim thực tế rất hiếm gặp trên thực tế. Đó. Là một chấn thương gặp ở trong chấn thương ngực kín thể nặng, tuy nhiên là rất hiếm gặp trên thực tiễn, nhưng mà ở giải phẫu bệnh thì người ta gặp rất nhiều, bệnh nhân chết rồi nhưng một tử thi gặp rất nhiều, và đó. Có những nghiên cứu nước ngoài trên 1.000 cái tử thi người ta báo cáo rằng tỷ lệ gặp chấn thương tim chiếm từ 50 đến 70% trên bệnh nhân mổ tử thi do đa chấn thương, chết vì đa chấn thương người mổ tử thi ra thì 50-70% có chấn thương tim, nhưng thực vậy thì trên về mặt giải phẫu gặp rất nhiều nhưng thực tiễn chúng ta thì lại không gặp nhiều. Cơ chế của nó là một chấn thương mạnh đột ngột vào vùng xương ức. Tại sao thì chúng ta nghe là đã hiểu. Chấn thương mạnh đột ngột vào vùng xương ức trong tai nạn giao thông này, tai nạn lao động này, tí sẽ có cái hình là thấy người ta ngồi đâm vào cái vô lăng, ép lại phía trước hoặc đâm cái thành ghế trước đập rất mạnh vào vùng xương ức để cơ chế chấn thương. Nó có hai cơ chế tổn thương. Cơ chế thứ nhất là do giảm gia tốc đột ngột và cơ chế thứ hai là đè ép trực tiếp. Thế mà cơ chế tổn thương do giảm gia tốc ấy là do quả tim chúng ta đang chứa máu, giống như cái túi cái quả bóng chơi trẻ em chúng ta đang chứa máu, nó đổ nước vào trong ấy, đúng không ạ? Đúng lúc buồng tim nó đang giãn chứa máu thì va bục đập bục một cái là cái tự quả bóng cái tác động lực thì nó chưa vào cái buồng chứa bóng đó, nhưng cái quả bóng nó bị ép lại này đột ngột do cái quán tính do cái giảm hóa tốc nó làm cho gì nó tìm cái chỗ yếu nhất để nó vỡ. Chính vì vậy nên chấn thương tim hay vỡ ở tiểu nhĩ là vì thế, chỗ là hay mỏng yếu hoặc là thất phải, tức là những cái nơi mà gì mà nó yếu nhất, nhĩ phải nhĩ trái. À, những bệnh nhân được phẫu thuật tức là bệnh nhân còn sống sau khi bị thương, không? Và về vào viện được chẩn đoán là một đợt phẫu thuật thì đa số chúng ta chỉ gặp cái loại vỡ một buồng tim, trong đó vỡ buồng nhĩ hoặc tiểu nhĩ là hay gặp nhất, rồi chúng ta gặp một số thể hơn ít hơn đó là gì đứt dây chằng trên một cái hở van cấp có thể phối hợp kèm theo vỡ buồng tim, rồi đôi khi chúng ta có may mắn có thể gặp được vỡ một thất hoặc là hai buồng tim hoặc là vỡ tim kèm theo bệnh lý van động mạch chủ, rách van động mạch chủ, đấy là những bệnh lý may mắn chúng ta gặp được. Còn trên thực tế thì chúng ta không 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 gặp được mấy, rất ít. Nguyên nhân về mặt giải phẫu bệnh, người phân loại giải phẫu bệnh ở trên mổ tử thi đa chấn thương theo những nghiên cứu tôi nói lúc nãy, bệnh nhân có chấn thương ngực kín, bây giờ đa chấn thương trên đa chấn thương chết mổ tử thi ra thì tôi nói lúc nãy 50 đến 70% có chấn thương tim, thì làm sao thì các loại thương tổn của nó gặp từ nhiều đến ít này, đúng không ạ? Đấy. Tụ máu màng tim cơ tim, cái này chúng ta chịu chết một che sát ra biết, chứ còn trên thực tế là không làm sao chúng ta chẩn đoán biết được là bệnh này tụ máu rất nhẹ màng tim cơ tim,
nó tụ máu nặng hơn đến mức đụng dập cơ tim thì chúng ta có thể chẩn đoán muộn hơn một chút, bởi một cái tràn dịch màng tim sẽ xuất hiện mà muộn sau khi bị chấn thương vài ba ngày đến một vài tuần. Rồi vỡ một vùng tim, vùng tim nó vỡ tôi nói ở trên rồi, vỡ trừ hai vùng tim trở lên. Rồi là gì, ở bên trong tim là rách đứt các cấu trúc của van tim, gây hở van tim, rồi vỡ đụng dập rộng cơ tim, đứt rồi đứt rời cuống tim, đúng không ạ? Chúng ta mở ngực tử thi sao, cầm một sợi dứt ra ngoài, quả tim dính vào nó cầm vào tim dứt ra ngoài luôn, không cần phải cắt tiết gì cả, tự dứt rời ở trong ngực bệnh nhân này. Tim rồi thậm chí là gì, có những bệnh nhân là tim bị đẩy ra khỏi lồng ngực, nó ép đến mức quả tim nó chui lên não nằm, hoặc là nó chui ra đỉnh đầu, vết thương đỉnh đầu này, ép vào ngực, cái mức độ chấn thương nó có thể nặng đến mức như thế. Đây là chứng kiến một trường hợp rồi, 19 tuổi cô gái đi ô tô đè vào đi mổ tử thi, thấy quả tim nằm ở đây, ngực chỉ mỗi sợi vết bánh nhưng trên sọ não có vết thương sọ não rộng nữa, em đến mức quả tim nó nằm chui đấy nó nằm. Y văn người ta không nói. Chính vì vậy chúng ta thấy rằng là ít gặp trong thực tiễn là vì sao? Vì mỗi một cái nhóm tí ti chúng ta gặp có thể gặp được, đó là vỡ một vùng tim, vỡ hai vùng tim, rồi may một vài trường hợp đứt cấu trúc van tim, hở van, thế thôi. Cái nhóm đó chúng ta gì? Chúng ta có thể gặp trên thực tiễn. Thành ra chúng ta thấy rằng là bị thì rất nhiều, nhưng mà chẩn đoán được và gặp được trên thực tiễn rất ít. Còn đa số nó rơi vào cái nhóm đầu tiên, là cái nhóm đụng dập máu cơ tim, đụng dập cơ tim một chút thì chúng ta không làm sao biết được cả. Cái đấy thì có thương tổn có gặp thôi, chứ còn mổ tử thi thấy, chứ còn bảo nó là thương tổn thì chúng ta trên lâm sàng chúng ta không gặp được. Thành ra trên thực tiễn nó gặp rất ít. Về sinh lý bệnh chung ấy, của cái nhóm bệnh nhân được chẩn đoán và phẫu thuật ấy, thì nó có là rối loạn tim do ép tim cấp và rối loạn tim do hở van tim cấp. Cái này nó khác với thường tim, đúng không ạ? Vậy thì hai cái nhóm rối loạn, có một số đa số trường hợp thì là rối loạn do bị ép tim cấp do một vùng tim nó vỡ, còn một số một trường hợp, một vài trường hợp hiếm hoặc khác thì nó kèm theo một cái đứt dây chằng gây mơ hở van tim cấp, và chúng ta có thể gặp là vừa ép tim vừa hở van tim truy tim cấp. Về thể lâm sàng chúng ta có thể gặp ba cái nhóm thể, là thể nhất là thể vỡ tim, vỡ một vùng tim thì nó nãy đấy, thứ hai là đụng dập cơ tim tương đối rộng mà nếu ta có thể gặp được, thứ ba là thể chấn thương van tim. Thì chúng ta gặp ba cái nhóm đó để đi vào, thì cái nhất là cái vỡ tim thì là biểu hiện của nó là ép tim cấp. Chúng ta gặp những bệnh dấu hiệu gì tôi đọc thêm tài liệu tôi chỉ lướt qua thôi. Sau khi bị thương một thoáng ngất này, đến bệnh viện tình trạng vật vã kích thích, đau ngực khó thở dữ dội, thực thể thấy vùng xây xác tụ máu trước xương ức, mặt tím, tĩnh mạch còn nổi, gan to, vân vân, nó là hội chứng ép tim cấp. Huyết áp tối đa động mạch thì tụt và kẹt này. Nếu có tràn khí màng phổi thì tràn khí màng phổi số lượng không nhiều, tràn máu trong khí không nhiều và không tương xứng với mức độ đau ngực và khó thở. Nghe tim đôi khi có tiếng thổi bất thường này, do thủng bất liên thất hoặc là hở van cấp. X quang ngực thẳng thấy bóng tim to, mất cung tim, vân vân, hình ảnh tràn máu trong khí này. Điện tâm đồ thấy có thể thường hay gặp ST chain này, điện thấy thấp này, rối loạn nhịp này. Siêu âm tim rất quan trọng giúp cho chẩn đoán, thì thấy có dịch trong khoang màng tim, xác định cái tình trạng tổn thương các van tim. Chắc chắn là nếu có thương tổn mà ép vỡ tim thì chắc chắn là mặt siêu âm màng tim có dịch. Và ngoài ra chúng ta qua thông qua siêu âm chúng ta có xác định các cái thương tổn van tim kèm theo. Chọc giò màng tim thì cái biện pháp được chẩn đoán trước đây thôi, hiện tại rất ít dùng nữa rồi vì chúng ta có siêu âm, có CT rồi. Trước đây thì phải dùng chọc giò trong rất là ít các trường hợp. Về điều trị thì khi đã có chẩn đoán vỡ tim thì chúng ta bắt buộc phải phẫu thuật. Đó. Tuy nhiên là chúng ta thì phẫu thuật các cơ sở phẫu thuật tùy thuộc vào cái năng lực của cơ sở phẫu thuật. Nói chung là chẩn đoán vỡ thương tim ấy, chẩn đoán là vỡ tim thì chúng ta không nên mổ tuyến đỉnh. Nếu ở tuyến đỉnh đó không có phẫu thuật tim hở thì chúng ta không mổ ở đấy, rút khoát lên để định hướng nó rõ. Chúng ta chẩn đoán và chuyển gấp đi tuyến đến trên những nơi mà có phẫu thuật tim hở thì hãy chuyển nhé. Vỡ tim rất là khó, vết thương tim thì có thể mổ tuyến đỉnh được nếu khẩn cấp quá, chứ vỡ tim mà chuyển làm tuyến đỉnh thì chúng ta không làm ở đâu. Lựa chọn các loại phẫu thuật, thế thì thông thường đối với vỡ tim thì nên dùng phẫu thuật có tim một phổi hỗ trợ, tức là có sự chuẩn bị sẵn của tim phổi máy rồi, có thể mở ra chặn đặt hay không đặt tùy trường hợp, nhưng mà bao giờ cũng chọn cái phương pháp đó là an toàn nhất cho mọi trường hợp thương tổn ở tim, chúng ta đều có thể xử lý được. Đường mở thường là đường dọc giữa xương ức, cho phép điều trị tốt các cái loại thương tổn. Nguyên tắc điều trị phẫu thuật là phải nếu có tràn dịch màng phổi kèm theo thì phải dẫn lưu màng phổi trước gây mê. Nếu có chảy máu khí màng phổi bắt buộc dẫn lưu màng phổi. Ở đây là nếu chúng ta không dẫn lưu màng phổi mà đặt ống nội quản vào nó có thể gây ép vào phổi và tim do chảy máu chảy khí mà gây ngừng tim được. Về chuẩn bị về tuần hoàn cơ thể, rồi tuần hoàn cơ thể trong tim phổi máy đấy, ở các phương tiện cầm máu trước khi mở màng tim phòng là sốc mất máu, khi mở ra vỡ toang ống mất máu thì trước khi đó chúng ta phải chuẩn bị sẵn trong cơ thể rồi. Ở các phương tiện cầm máu để chúng ta mở ra chúng ta xử lý được ngay. Mở dọc màng tim lấy bỏ huyết khối và nước máu thăm dò tổn thương. Đấy, nếu có vết tổn thương khó kiểm soát chúng ta chạy toàn có thể cho lắp tim phổi máy vào, chúng ta có thể đàng hoàng xem kỹ thương tổn mà không sợ bệnh nhân ngừng tim. Và xử lý tổn thương
Và nếu có phức tạp thì tuần hoàn cơ thể vân vân chẳng hạn thế. Rồi ta dựa xe khoang bằng tim dẫn lưu vào đáy ngực, tiên lượng phẫu thuật nếu được chẩn đoán và mổ kịp thời tỷ lệ sống sót đối với vỡ tim trên 80%, đối lại vỡ một buồng tim. Anh thấy nó thấp kinh khủng so với cái nhóm phần sớm là được chết trước khi chẩn đoán. Thế còn chẩn đoán được, phẫu thuật kịp thì có một số rất nhỏ thôi. Và trong nhỏ nếu chúng ta chẩn đoán kịp và xử trí sớm không để muộn thì chúng ta có thể cứu được ở tới trên 50%. Đó. Có trường hợp thì mổ nhầm bụng, đau ngực, đau bụng dữ dội, gan thì to, nên là nghĩ là bụng có vấn đề, mà nhầm bụng xong nó quay lên tim không kịp nhưng chết mất. Đấy đang nói là phải chẩn đoán và xử trị kịp thời, nếu không, nếu mà không thì sẽ chết, thì sẽ chết rất là nhiều. Nhóm bệnh thứ hai chúng ta muốn nói đến đó là cái đụng dập cơ tim, thì được chẩn đoán rất khó nếu không phẫu thuật. Đó, có nhiều mức độ thương tổn, biểu hiện muộn, có rối loạn nhịp, rồi men tim tăng này, rồi siêu âm có dị dịch màng tim này, giảm vận động vùng hoặc là di động bình thường màng tim, bệnh nhân thất chẳng hạn. Đấy là những cái biểu hiện mà tương đối muộn của cái đụng dập cơ tim, thì điều trị chủ yếu là nội khoa vân vân. Về chấn thương van tim ấy thì chúng ta có lâm sàng thì chỉ gặp được trường hợp bị tiền sử bệnh nhân mới bị chấn thương một vài ngày hoặc một vài tuần, bây giờ vào biểu hiện của suy tim cấp do hở van tim. Siêu âm lên thấy hở van tim rất là nặng, van này thanh mảnh, thì mà sau chấn thương ngực nặng thì mình nghĩ đến là cái hở van tim cấp do chấn thương. Xác định bằng siêu âm tim, điều trị thì giai đoạn sớm nội khoa và phẫu thuật sửa thay van hay là thay van. Đối với trường hợp mà van thương tổn nặng vào cái thời điểm ít nhất là một tháng sau chấn thương thì hãy mổ hết cái thương tổn nặng được đã, nếu mà không cấp tính lắm hầu hết là có thể chờ được. Đấy là những cái ba lĩnh vực hay gặp của chấn thương tim, là cái lĩnh vực cái đầu tiên chúng ta vừa đề cập đến. Còn đây là một cái minh họa, ta thấy rằng là ví dụ đây là cái trường hợp mà chấn thương tim, đây là trường hợp mà chúng tôi đã kết hợp các cái nhóm, cái này khá là nặng, một cái vỡ tim mà trong đó có vỡ vách viên thất rất là rộng. Thế thì việc mà ở cái vị trí mà không thể can thiệp phẫu thuật được, tôi mới kết hợp với cái can thiệp và đặt cái dù để bịt lỗ thông thất. Sau đó bệnh nhân vẫn tử vong mất sau 5 ngày vì suy đa tạng, nhưng mà trong lúc mổ lúc tôi phải ép tim, đây cái hình ảnh đã gây tên, có lúc phải ép tim liên tục để có thể cứu vãn được ở trong cái phòng mổ 2 lít thì có thể vừa can thiệp vừa phẫu thuật được, thì có trường hợp rất nặng như thế. Đó. Đây là có video mà rất tiếc là video hôm nay để máy này nó không chạy. Đây là một cái hình minh họa. Để minh họa nữa là chấn thương tim, ở đây là các vị trí vỡ được thôi. Vỡ đây là vỡ ở nhĩ trái, đúng không? Nhĩ phải, nhĩ trái, tiểu nhĩ trái, đúng không? Đấy. Đây là vỡ ở đường thất này, đây là cái rách eo ngoài tim không nói rồi, chấn thương mạch máu ngoài tim, cái vùng vỡ rất hay gặp ở các cái vỡ ở nhĩ, đúng không ạ? Rồi rách van, van tổ chim động mạch chủ có thể rách. Cơ chế thương tổn đây là cái đập ngực vào cái vô lăng trong trường hợp tai nạn giao thông. Ở đây là cái hình ảnh về cái vùng tụ dập đục máu cơ tim, đúng không ạ? Đấy. Vết thương tim thì chúng ta lướt qua một số khái niệm thôi. Đó. Thứ nhất là cái dịch tễ học Việt Nam được trên 95% là do bạch khí, do dao do kiếm rồi các cái vật nhọn COVID rồi vân vân, rồi mũi kéo đâm chém nhau, đâm chọc nhau, và đa số là trên phần đa số là nam giới và chiếm cũng khoảng 5% vết thương ngực hở này. Nghe thấy các anh chị thấy rằng gặp gặp so với cái vết thương tim gặp cao nhiều gấp 10 lần so với cái chấn thương tim. Đó. Vết thương tim gặp nhiều gấp 10 lần với chấn thương tim. Đó. Và trên nguyên tắc là nếu còn sống khi đến bệnh viện thì, và đa số được thì đạt thể ép tim, nếu bệnh nhân còn sống sau khi bệnh nhân đến được bệnh viện thì tỷ lệ mổ thành công có thể đạt đến 90%. Nếu tiến tỉnh thì có thể đạt được đến 90, xấp xỉ 90%. Đó. Và như vào bệnh viện lớn như Việt Đức thì tôi đã nói với anh em Việt Đức là nếu vết thương tim còn sống mà vào đến bệnh viện thì cấm được chết, chết thì treo dao. Nên quả nhiên anh em giữ được khoảng 8-9 năm nay rồi, vết thương tim mà còn đập đến bệnh viện là sống, chỉ có chết trường hợp mà nó ngừng tim rồi, ngoài đường vào ta bóp tim nó tập đập trở lại rồi lại mang vào mổ thì có thể là chết sau mổ vì nó suy đa tạng. Chứ còn đã tim còn đập của đến Việt Đức được không thể chết. Đó là nguyên tắc đối với anh em bác sĩ trực ở tôi quy định cho các em Việt Đức. Cái vị trí lối vào trên thành ngực rất quan trọng để xác định đó là vết thương tim hay chỉ là vết thương ngực thôi. Cái vị trí lối vào rất quan trọng để chẩn đoán vết thương tim. Và thứ hai chọn cái đường vào, vào qua đường mở ngực trái hay là đường mở xương ức hay mở ngực phải, hoàn toàn là vị trí cái vết thương này, nó quyết định cái này để kênh ngoại khoa anh học kỹ thôi. Nó thấy rằng là vị trí vết thương quan trọng thế nào, ta có hai cái hình minh họa ở dưới, nó thấy rằng là vị trí vết thương đây này, nó tam giác nguy hiểm của tim, tuyệt đối của tim, đây là vùng nguy hiểm của tim. Trong cái vùng nguy hiểm của tim ta có một cái vùng tam giác nguy hiểm tuyệt đối thế này. Thế thì đến 85% các vết thương tim trên thực tiễn gặp ở Việt Nam có cái gì ạ? Có cái vị trí vết thương vào nằm ở cái vùng nguy hiểm tuyệt đối. Và 15% chúng ta gặp ở ngoài cái vùng nguy hiểm tuyệt đối đó. Còn ngoài cái vùng nguy hiểm của tim ra xa thì trên thực tế ở Việt Nam, ở bệnh viện Đức cũng như các học sinh đi học ở Đức về thì chưa có
ở đâu có thể gặp. Vì chúng ta nhớ ở Việt Nam thôi nhé, Nam là do là gì, dao đâm bạch khí đâm chém nhau thì chưa có, nó không không phải đạn bắn thì nó bắn lung tung không thể nói được, phải không? Thì chưa có trường hợp nào mà vết thương tim mà cái lỗ vào nó ngoài cái vùng người ta phải. Đấy, nhớ một cái người ta vị trí nó cực kỳ quan trọng. Cái thương tổn trong tim chúng ta có thể là chỉ là rách màng tim đơn thuần, nó chiếm khoảng 2%, một số trường hợp mở ra nó chỉ là rách màng tim một tí thôi, không đâu cơ tim. Thứ hai là màng tim và cơ tim đâm vào thủng màng tim, đâm vào cơ tim rồi có thể bị mạch vành chính kèm theo hay không, ít khi bị mạch vành, nói chung là hiếm, thì nó chiếm cũng vài phần trăm, có thể gặp những trường hợp đó. Cũng phải mổ ra nhưng mà chỉ cầm máu cái khâu cái cơ tim thôi, và cái lượng máu trong màng tim nó không nhiều. Cái nhóm thứ ba là nhóm gặp thường xuyên đây này, là rách màng tim, rách vùng tim và rách, có thể cái rách van tim hay không, nhưng mà thủng ở vùng tim. Cái này cái chúng ta gặp chủ yếu, con số gặp chúng ta thấy là trên 80% nó gặp rất nhiều cái nhóm này. Rồi thương tổn màng tim, chúng ta rách vào tim, thủng ở vùng tim và thương tổn có van tim và gây hở van cấp thì gặp cũng một ít vài trường hợp. Rồi hai mặt tim do vết thương xuyên do dao thì chỉ gặp có 1-2 ca, chủ yếu là do đạn bắn vào nơi là mổ tử thi thấy thôi, chứ còn sống ở viện không có, sống ở viện có nhưng coi như không đáng kể. Vết thương có mạch máu lớn ra từ tim và đoạn trong màng tim, ví dụ đoạn động mạch chủ lên nhưng mà có đoạn trong màng tim, động mạch phổi là trong màng tim thì nó cũng chiếm tới khoảng 7% các cái trường hợp đâm và vết thương tim nó đâm thủng động mạch phổi, đâm thủng vào động mạch chủ và trường hợp như vậy. Thế còn nếu đây là nếu xét theo cái vị vết thương, còn nếu xét theo cái buồng tim bị thương tổn ấy, cái buồng tim nó bị thủng ấy thì hay gặp nhất là tâm thất phải. Nó thấy thất phải nó nằm ngay phía trước sau xương ức gặp nhiều nhất. Tâm thất trái gặp ít hơn một chút, 20% thôi. Tâm nhĩ phải gặp khoảng 5%. Rất hiếm gặp ở tâm nhĩ trái, nó nằm ở phía sâu, tít sau xương ngực mà, đúng không ạ? Tính là thành ngực nằm sâu, con dao còn nhọn đâm vào thì hay bị cái này. Cái tiểu nhĩ trái thì hay bị trong chấn thương, chấn thương rất hay bị, nhưng trong vết thương đâm vào tiểu nhĩ trái thì rất hiếm những cái thương tổn. Nhắc cho anh chị, anh chị cái hình bên cạnh thấy rằng là cái ở ngoại khoa nghe nó phải học rất nhiều, tức là phải học cái thương tích, cái vật gây thương nó hình thù, nó kích thước nó sâu, đâm sâu bao nhiêu, người bệnh có khi người ta nhớ được, hoặc cái điều đi đường người ta kể được. Bởi vì sao con thấy rằng là cái vết thương hoàn toàn khác nhau. Cái hình trên ấy thấy ra một con dao thôi, nhưng đâm càng sâu thì vết thương nó càng lớn, càng nguy hiểm, đúng không ạ? Cũng là dưới một cái dùi kích thước nó ngang nhau thôi, nhưng mà nếu dùi nhọn, dùi tam giác, dùi chữ V, chữ gì đấy, chữ cộng thì cái thương tổn ở bên trong nó cũng khác nhau, không giống nhau. Đấy là những cái hình minh họa nó thấy. Đối với vết thương tim thì một cái hình nữa nó thấy rằng là chủ yếu chúng ta gặp hay gặp cái nhóm hai có hai cái thể về sinh lý bệnh, có hai cái thể của vết thương tim, đó là thể mất máu cấp, thể ép tim cấp. Nó khác nhau như thế nào? Mất máu cấp thì nó vết thương thì vào tim nó chảy nhiều rồi, nhưng mà đặc biệt là cái vết thương mà vào thất, nhưng mà đặc biệt nữa là cái vật gây thương ấy kích thước nó lớn, nó rộng, cái lỗ thủng màng tim rất là lớn, và sau khi bị đâm xong thì máu chảy ở tim bao giờ cũng rất nhiều và nó thoát ngoài ngoài qua cái màng tim đó, và bệnh nhân gì sốc mất máu và chết, hầu hết là chết trước khi đến viện, hầu hết là chết. Rất hiếm khi gặp trường hợp mất máu cấp mà đến được kịp. Ví dụ trường hợp mà mới đâm nhau ở đầu khối tràng thi chẳng hạn này, bê vào việt đức, thì có thể gặp 1-2 trường hợp trong mấy chục năm hành nghề của tôi có thể gặp, tức là đâm nhau mới vừa đâm nhau khoảng trong vòng 10 phút thôi, nó bê hộp có chạy ở viện ngay thì có thể cứu vãn được, thế thôi, không có để chịu. Thì còn phần lớn chúng ta gặp cái nhóm thứ hai là nhóm ép tim cấp. Ép tim cấp thì là máu chảy ra tim rất nhiều, y lỗ thủng màng tim nó nhỏ thôi, nó không kịp thoát cái máu ra được, thế là nó đông bánh, đông đông cứng thành bánh ở trong cái tự nó tạo cái áp lực trong nó rất cao, và đồng thời là cái máu cục nó bịt kín vết thương và làm cho vết thương nó không chảy máu nữa. Trên bệnh nhân bị không mất máu nhưng mà khi đến viện chúng ta với dấu hiệu của ép tim cấp thì là cái này có nhiều yếu tố quyết định là bệnh nhân nó ở thể nào. Ví dụ như lượng máu chảy ra từ vết thương thì rất nhiều nhĩ này, kích thước vết thương thủng vùng tim lớn hay bé này, đấy cái là cái vết thương mà gây thủng cái màng tim ấy. Vùng tim bị thương là thất trái nặng nhất thì áp lực nó cao này, thời gian đến bệnh viện sau khi bị thương cộng với thương tổn phối hợp quy định cái thể bệnh nhân có thể rơi vào thể nào hoặc thể nọ hoặc thể kia, đúng không ạ? Tiến triển thì nói chung là bệnh nhân sẽ tử vong hầu hết nếu không làm gì, sống không di chứng thì ép tim ấy, thì nếu chúng ta chẩn đoán kịp thời, còn sống có di chứng ví dụ như là thông lên thất hở van là thiếu máu cơ tim thì có một số trường hợp chấp nhận. Thế và thể lâm sàng của chúng ta thì đấy cũng gặp mấy thể, thể ép tim cấp này, thể mất máu cấp này, và một thể trung gian, tức là ép tim một ít và mất máu một ít. Thế thì nó biểu hiện cái thể trung gian chúng ta có thể gặp được. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là có thể gặp được hai nhóm là thể ép tim cấp và vết thương tim, thể ép tim cấp cộng mất máu cấp. Thế rồi chúng ta gặp một số các trường hợp rất là hiếm, tự nhiên là do hỏa khí súng bắn cũng thể gặp, đến viện tí thì chết thôi nhưng mà cũng là kịp một vài trường hợp. Rồi can thiệp y học chúng ta gặp nhiều, bây giờ gặp nhiều, đúng không ạ? Các cái can thiệp ở trên tim thỉnh thoảng chúng ta làm lỗ, đúng không ạ? Thế thì trước đây thì cái thời kỳ tôi nhớ là khoảng 15 năm về trước ấy, tất cả trường hợp nào có lỗ là các anh ở Bạch Mai đều mời tôi hết, và đều là gì, chuyển lên Việt Đức để khâu cái lỗ đấy. Hầu như Bạch Mai bắt đầu triển khai mổ tim được, tôi sang đây để giúp này,
thì chuyển lên đây mổ, hoặc là chuyển lên người Đức để mổ khâu cái sổ sách này. Sau đấy nghiên cứu ở thế giới đang nghiên cứu, và mình cũng thấy thực tiễn là gì, là cái vết thương thường là nhỏ do cái catheter chúng ta xuyên ra thôi, hay là cái lượng máu chảy không nhiều, áp lực mà lại thủng từ màng tim chứ không phải buồng tim, cho nên là máu trong màng tim chúng ta có thể nó dẫn lưu thôi, xong tự cầm được. Chính vì vậy chúng ta có cái bài là dẫn lưu màng tim trong trường hợp đó, thì đa số chúng ta có thể khỏi bệnh, một số rất ít thì có phải mổ, nó chảy máu nhiều thôi. Nên là vết thương tim chúng ta có cái từ do phẫu thuật lồng ngực chọc vào tim, cái này thường là nặng, do chúng ta đi qua một số phẫu thuật là phẫu thuật nurse chữa lõng ngực đi qua cái này. Anh em nào mới mà không quen hoặc là không có nội soi hướng dẫn ấy, có thể đi qua cái vết thương rồi xuyên vào trong tim gây thương tổn tim. Đấy là những cái trường hợp mà có thể gặp trong cơ thể y học. Dưới là cái hình vẽ thấy rằng là đấy, một cái bệnh nhân đến với chúng tôi đây, để cho một anh đang nghiên cứu rồi đấy, làm nghiên cứu cậu nam mà bây giờ đang bác sĩ phẫu thuật viên ở đây tim mạch này, tôi cho làm thạc sĩ làm nghiên cứu về cái này, thấy tổng kết mấy chục ca, gần 100 ca vết thương tim ở Việt Đức ấy. Cái lỗ vào của nó tất tập trung thấy theo cái hình tất cả đều trong trong cái hình hình to hết, không có cái nào ra khỏi cái hình to hình chữ nhật cả, nhưng có một số và đa số tập trung ở cái vùng nguy hiểm đó, như ruồi bâu tập trung rất đông ở cái vùng đó. Rồi, tiếp tục rồi, đây là cái hình ảnh minh họa đó. Thì về mặt điều trị vết thương tim ấy, thì sơ cứu chúng ta chỉ điều trị truyền dịch truyền máu khi có mất máu rõ và tụt huyết áp chúng ta mới chịu, còn nếu mà không có thì rất thận trọng, bệnh nhân ép tim cấp truyền dịch nhiều không tốt. Không cố lấy dị vật nếu nó còn trên ngực thì để nguyên, không cố lấy ra nó mất máu chết đấy. Không cố dẫn lên màng phổi nếu tràn máu nhiều, với những lấy lên màng phổi thì có, chúng tôi là không hút lên màng phổi chảy máu nhiều, chúng ta có dẫn lên nó hút ra là không được, để chảy máu nhiều chúng ta cặp dẫn lưu ạ, cặp nguyên không có coi như chưa dẫn lưu, phải không ạ? Vì chúng ta nếu mà nó chảy ở máu màng phổi nhiều ấy mà chúng ta dẫn lưu máu ra thì trong tim chảy ra tiếp bệnh nhân chết, đúng không ạ? Cho nên là trường máu tràn máu nhiều chúng ta không dẫn lưu, hoặc chót dẫn lưu rồi chúng ta kẹp ống dẫn lưu lại để chuyển bệnh nhân, đúng. Chỉ định chọc giò màng tim bây giờ rất hạn chế, trong một số trường hợp quanh nó tỉnh thì bệnh nhân bị ép tim ghê quá, anh hỏi ý kiến tôi em chọc giò nhớ bảo nếu cậu chọc để giảm áp mà cẩn thận thì hãy chọc không có chui vào tim đấy, bảo em bây giờ chuyển bệnh nhân chết thì cho em chọc một tí thì em giảm áp thì đi. Thế là cái cậu cứ chọc giò xong đặt dẫn lưu ra ngoài hút bớt được khoảng 100 150 cc ra cái áp tim nó giảm đi, thế là anh chuyển kịp xuống Việt Đức để mổ thì tốt, nhưng mà không nên phổ biến cái đấy rộng rãi vì nếu anh nào mang ra chọc thì rất nguy hiểm đấy, cho nên là trong một số trường hợp thôi, và cố gắng làm sao chuyển thẳng bệnh nhân lên cơ sở khả năng thực hiện phẫu thuật lớn, nó có thể tim. Nguyên tắc điều trị là phẫu thuật, cứ vết thương tim là phẫu thuật. Nguyên tắc phẫu thuật thì đường vào đấy tôi vừa nói ông nãy rồi, đường xương ức và đường ngực trái hay gặp nhất, còn đường ở ngực phải được rất ít khi sử dụng đến. Kỹ thuật khâu vết thương tim thì cái hình minh họa bên cạnh này, các kỹ thuật khâu trực tiếp rồi khâu gián tiếp, cái này cho anh em khâu sát mạch vành thì khâu luôn ở dưới vân vân. Rồi làm sao đó để dẫn lưu màng tim tốt để tránh ép tim sau mổ, sau mổ để có thể dì giả máu chảy ra được vùng mổ để dẫn lưu mở được, dẫn lưu phải được mở ra. Chỗ này đóng lại chúng ta mở cửa sổ đây cho nó vào màng phổi, hoặc là đặt ống dẫn lưu qua cái lỗ này để hút liên tục. Biến chứng thì phải phẫu thuật thôi, đấy là cái vết thương tim.